tôi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con, là Chúa Thánh Linh, là Thần an ủi, là Chúa Thánh Linh là Giáo sư lớn dạy dỗ chúng con. Chúa ơi, chúng con đến với lời của Ngài, nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên sự suy gẫm trong tư tưởng chúng con, những lời nói qua môi miệng của chúng con. Xin Chúa dọn lòng mọi chúng con, người giảng người nghe, chúng con ghi nhận được lời của Chúa. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thường thì chúng ta gặp nhau, chúng ta hay nói là it's good to see you, tức là rất là vui, rất là mừng, phải không? Gặp lại được ông, được bà. Có một lần tôi gặp một cái người Mỹ đó, tôi chào ông, tôi nói là it's good to see you. Và ông trả lời nói là it's good to be seen. It's good to be seen. Thực ra trong cuộc sống của chúng ta có một cái nhu cầu về tâm lý là chúng ta muốn người ta thấy mình. Chúng ta không chỉ muốn thấy người khác mà muốn được người khác thấy mình. Cái điều đó rất là quan trọng. Chúng ta muốn có một cái đời sống được sự quan tâm, được sự lưu ý của người khác đối với mình. Cho nên là chúng ta thấy rằng những cái việc xảy ra trong 2 năm qua ở trên toàn thế giới, tại đất nước hay là ngay cả hôm nay, chúng ta thấy trong cái thời giờ mà chúng ta chia sẻ, có những người chúng ta không còn thấy được. Chúng ta bắt đầu thấy rằng những cái điều mà đơn sơ, những cái điều bình thường chúng ta cho là bình thường, chúng ta phải biết cảm ơn Chúa. Có những lúc chúng ta cảm thấy là cái chuyện đó nó rất là sao rộng, không gặp nhau, it's good to see you. Nhưng mà nó thật là tại vì thật sự hôm nay chúng ta gặp, chúng ta không biết ngày mai. Và trong cái mùa đại dịch, bao nhiêu người chúng ta có thể gặp mà bây giờ chúng ta không còn gặp được nữa. Tôi đã có lúc gặp được ba tôi hàng năm, bây giờ không còn cái cơ hội đó nữa. Hôm nay chúng ta học với nhau một cái câu chuyện về một cái nhân vật nữ có những điều rất là đặc biệt trên cuộc đời của bà, mặc dù bà không phải là những cái tên nổi hay là không là anh hùng đức tin hay là những cái gì để lại rất là lớn, nhưng mà bà lại có những điều mà những người khác không có được. Thường chúng ta học danh của Chúa trong Kinh Thánh rất là nhiều. Chúa có nhiều danh xưng khác nhau, Chúa hiện với nhiều người khác nhau, bày tỏ danh của Chúa khác nhau. Nhưng mà cái người đàn bà này là người đàn bà duy nhất, là một người nô lệ, là một người nô lệ của Ai Cập, nhưng mà bà đặt tên cho Chúa. Bà là người gọi tên của Chúa là Đấng Thấy Tôi. Đấng Thấy Tôi. Chúng ta vừa mới nghe Sáng Thế Ký đoạn 16 chép về câu chuyện của gia đình của Abraham và Sarai. Abraham và Sarai chúng ta được biết là tổ phụ của đức tin. Họ là những người có niềm tin nơi Chúa, là những người tin kính. Và Chúa có cái lời hứa cho Abraham lúc đó là con cái của ngươi sẽ như là sao trên trời, như cát bờ biển. Nhưng mà cái vấn đề là đức tin của họ bị thử luyện bởi thời gian chờ đợi. Và họ chờ quá lâu và họ không có câu trả lời. Cho nên cuối cùng họ mới nghĩ rằng chắc mình phải giúp Chúa. Cho nên là bây giờ mình phải ra một cái kế hoạch, mình phải có một cái phương pháp. Bây giờ lâu quá không thấy Chúa làm, tụi mình ra tay mình giúp Chúa. Và đưa tới một cái nan đề. Đó là bà Sarai đưa ra một cái sáng kiến cho ông Abraham. Và nói rằng bây giờ tôi có một cái người nô lệ, người Ai Cập, một con đồi ở trong nhà. Bây giờ tôi muốn con đồi đã đến ngủ với ông, để rồi có thể duy trì được cái nòi giọng của ông. Quý bà anh chị em, có nhiều lúc chúng ta biết là Chúa có chương trình tốt lành cho chúng ta, nhưng mà ít khi nào mà Chúa cho chúng ta thấy hết tất cả nguyên một cái bức tranh. Nhưng mà Chúa thường cho chúng ta thấy từng bước một. Nhưng mà cái khó của chúng ta là con người, chúng ta được cái bước đầu tiên là chúng ta tự suy luận ra cả bức tranh. Và chúng ta bắt đầu tự làm theo ý riêng của mình. Và có nhiều lúc chúng ta đi cập cái thời điểm của Chúa, đi cập cái cách của Chúa, và chúng ta tự dẫn mình vào trong nan đề, và chúng ta làm cho nan đề trở nên phức tạp hơn khi mà chúng ta giải quyết theo cách riêng của mình. Ở đây là câu chuyện của một gia đình cơ đốc. Đây là câu chuyện của gia đình tin kính. Nhưng họ vẫn là con người. Họ vẫn có những cái lúc mà làm theo ý riêng của mình. Họ vẫn có những lúc không thể chờ đợi được cái điều mà Chúa hứa cho họ. Ở đây chúng ta thấy thương cho một cái người nữ Ai Cập tên là Aga. Thực ra chúng ta thấy câu chuyện ngày nay chúng ta đọc, chúng ta thấy nó phi đạo đức.
Nhưng mà nếu mà chúng ta coi phim cổ trang, phim Tàu ngày xưa, hay chúng ta đọc những cái chuyện ở trong thời kỳ phong kiến, thì chúng ta biết cái chuyện này không phải là cái chuyện lạ. Khi mà một cái người vợ chính mà không có thể có con được, thì là đem những cái người hầu đến ngủ với chồng mình để duy trì cái nội giống của chồng mình. Cho nên chúng ta phải hiểu cái văn mặt đó để chúng ta thấy là cái điều này là rất là bình thường và được chấp nhận ở trong cái giai đoạn, cái thời điểm này. Nhưng mà chúng ta thấy cái người nô lệ này là người nô lệ, tức là không có quyền ở trên mình. Bây giờ bà chủ kêu đi ngủ với ông chủ, thì là cái người đầy tớ này chỉ vâng lời và đi ngủ với ông chủ. Và Sarai phá phó cái người nô lệ này vào trong tay của chồng mình. Tới khi mà cái người này có thai thì bắt đầu thay đổi cái thái độ của mình. Tôi nghĩ là cái sự cám dỗ đó quá lớn. Từ một cái vị trí nô lệ, bây giờ mình ngủ với ông chủ, rồi mình lại mang thai là con của ông chủ, thì cái thái độ của cô này là thay đổi. Và có thể là cô đã có những cái thái độ tỏ ra khinh khi cái người chủ của mình, và làm cho bà Sarai cảm thấy rất là đau đớn và tức giận. Nhưng mà bây giờ bà lại đổ ngược lên cho chồng của mình. Hồi đó bà là cái người đưa ra sáng kiến, nhưng mà bây giờ bà nói là lỗi của ông, tôi phải chịu cái sự hổ thẹn lại là do ông. Tôi nghĩ rằng chắc là bà cũng phải có cái suy nghĩ rằng là chắc tại ông này cưng chiều hay ông có thái độ gì đó, cho nên là cái cô nô lệ này bây giờ mới leo lên như vậy, mới hổn, mới khinh khi như vậy. Nhưng mà cái đó là cái bối cảnh của quý vị và anh chị em. Từ câu 1 đến câu 6 là bối cảnh của một cái câu chuyện của một gia đình. Và con muốn nói với quý vị là câu chuyện đó là câu chuyện của gia đình chúng ta. Có phải là chúng ta không biết Chúa, nhưng mà ở trong cuộc sống chúng ta vẫn phải đối diện với những cái xác thịt, vẫn có những cái sự cay đắng, vẫn có những sự khinh khi, vẫn có những điều chúng ta đi trật với chương trình của Chúa, thời điểm của Chúa. Bây giờ cái bước kế tiếp là gì? Thì câu 6 thì Sarai đã hành hạ Aga và nàng bỏ chủ trốn đi. Bị hành hạ, cái chữ này trong nguyên bản của Kinh Thánh là nó mang tính cách bạo lực ở trong đó nữa. Không phải chỉ là chửi không, không phải chỉ là la hét không, nhưng mà có thể là động tay động chân, và tới cái mức độ là cái cô Aga này cũng chịu không nổi, cho nên là phải trốn đi. Trốn đi ở trong sự hổ thẹn, trốn đi ở trong sự khốn khổ, trốn đi trong lúc mang thai một đứa con của mình, và đi không đi như một người nô lệ, đi không có định hướng, đi không biết là mình đi đâu. Nhưng mà câu số 7, tôi phải nói là ba ý để cô Hải ghi. Cái thứ nhất là Chúa tìm gặp được Aga. Cái thứ hai là Chúa nghe. Và cái thứ ba là Chúa thấy. Câu thứ 7 nói rằng thiên sứ của Chúa gặp Aga bên suối giữa sa mạc. Thật ra cái bản tiếng Việt gì thống đúng. Bản tiếng Mỹ nói là God found her, có nghĩa là tìm gặp. Nó có mang tính cách là Chúa đi ra và tìm. Và có giá trị đó với Chúa. Chúa tìm và gặp được. Ở đây nói rằng thiên sứ của Chúa, nhưng là đây là một cái cách ở trong Cựu Ước nhiều lần được nói thiên sứ của Chúa, nhưng mà thật ra chính Chúa đã xuất hiện với lại bà Aga này, với cô Aga này. Cho nên điều đầu tiên là Chúa đã tìm gặp. Có thể là bà đi ra rất là hổ thẹn, rất là tự ti, rất là mặc cảm. Cái này không phải là lỗi của mình. Mình chỉ là một người nô lệ, mình không có quyền đẩy mình vào trong cái thế đó. Rồi bây giờ đuổi mình đi. Cái chỗ mà mình nghĩ rằng họ sẽ yêu thương, cưu mang mình, thì bây giờ nó trở thành một cái chỗ mà đẩy mình đi. Và mình phải rời xa cái tổ ấm của mình. Mình phải đi vào trong sa mạc, một cái nơi mà mình không biết đi đâu. Nhưng mà thiên sứ của Chúa hỏi: Này Aga, đầy tớ của Sarai, chị từ đâu đến? Ngươi từ đâu đến đây? Và ngươi định đi đâu? Cái chỗ này có mấy ý chúng ta học được với nhau. Cái thứ nhất là Chúa kêu tên Aga. Ở trong cái sa mạc đó, có thể là ở nhà người ta chỉ nói là con nô lệ người Ai Cập, nhưng mà ở đây thì Chúa gọi bà bằng tên của bà. Chúa gọi cái cô nô lệ này Aga. Aga. Và hai câu hỏi: Ngươi từ đâu đến đây?
và ngươi định đi đâu. Ở trong Kinh Thánh, khi mà Chúa hỏi, không có nghĩa là Chúa không biết, Chúa không cần mình phải có thông tin thì Chúa mới biết. Nhưng mà khi mà Chúa hỏi, thường là cho chính mình. Chúa hỏi để thức tỉnh mình. Đây là câu hỏi giống như câu hỏi Chúa đã từng hỏi Adam, ngươi ở đâu? Adam, ngươi ở đâu? Đây là câu hỏi mà Chúa hỏi tiên tri Eli là tại sao ngươi ở đây? Khi mà Chúa đặt câu hỏi này là Chúa hỏi câu hỏi, Chúa muốn hỏi rằng ngươi đang ở đâu vậy? Cái chương trình của ta không phải chỗ này cho ngươi. Ngươi đang đi thật chỗ của mình rồi. Chúa cho bà biết là Chúa gọi đúng tên của bà. Rồi Chúa còn nói được là bà, các ngươi là đầy tớ của Sarai. Tôi xin lỗi tại vì mấy cái bản dịch này có chỗ dịch bà, có chỗ dịch cô, thành ra nó bị lẫn lộn với nhau. Thực ra cái Chúa phán ngươi là đúng nhất, phải không? Không phải chạy gì trên á. Nhưng mà ở đây á, Chúa biết tên của Aga và Chúa nói cho Aga là ngươi là đầy tớ của Sarai. Ta đặt ngươi làm đầy tớ của Sarai, mà tại sao bây giờ ngươi không ở trong nhà, mà ngươi đi đâu đấy? Ngươi từ đâu đến mà ngươi sẽ đi đâu? Cái cách bà trả lời, nàng đáp rằng tôi đi trốn Sarai và chủ tôi. Bà trả lời được có một câu, nhưng mà câu hỏi thứ hai bà trả lời không được. Hỏi ngươi từ đâu đến, thì tôi trốn và chủ của tôi là Sarai mà tôi đến đây. Nhưng mà chưa hỏi còn ngươi đi đâu, thì hoàn toàn trả lời không được. Ở trong cuộc sống của chúng ta, có khi nào chúng ta phải đối diện cái hoàn cảnh đó chưa? Có phải đối diện cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng chúng ta muốn chạy đi, chúng ta muốn ra khỏi một cái chỗ nào đó, và chúng ta thật sự là không biết mình đi đâu? Ở đây một câu hỏi là hỏi về quá khứ của mình, và một câu hỏi là hỏi về tương lai của mình. Hỏi Aga, ngươi từ đâu đến? Ta biết chuyện ở trong quá khứ của con. Con từ đâu đến vậy? Và con đi đâu? Thiên sứ của Chúa bảo rằng hãy về với bà chủ và chịu phục dưới tay bà đi. Hai điều kêu là phải về với lại bà chủ, phải trở về. Là cái thứ hai là phải chịu phục. Cái chữ này là submission, là sự thuận phục. Hai cái ý này rất là quan trọng. Cái thứ nhất là kêu phải trở về. Phải trở về hả? Phải trở về cái chỗ mà tôi đau đớn mà tôi phải bỏ đi, mà bây giờ phải trở về sao? Cái chỗ mà tôi không hề muốn trở về mà bây giờ phải trở về sao? Cũng giống như Môi-se gặp cái bụi gai cháy mà không hề tàn. Môi-se giết người đã trốn vào trong đồng vắng, ở trong đồng vắng 40 năm đi chăn chiên, bắt đầu đã thích nghi với cái cuộc sống mới, đã có một gia đình mới, đã có một cái điều kiện mới và không hề muốn trở về. Nhưng mà Chúa xuất hiện trong bụi gai cháy và kêu là ngươi phải trở về để giải cứu dân của ta. Môi-se mới hỏi chứ tôi về biết nói Chúa là ai? Chúa nói là về nói với họ, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob. Chúa nói với Môi-se là con phải trở về. Mặc dù là Môi-se không muốn về, nơi đó là cái nơi tội lỗi tôi đã gây ra, nơi đó là cái nơi đổ vỡ gây ra, nơi đó là cái nơi cay đắng gây ra, tôi không muốn trở về cái chỗ đó. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy trở về. Chúa nói là hãy trở về. Có thể là đối với người khác chúng ta cảm thấy là chúng ta không có xứng đáng, chúng ta không có tên tuổi, chúng ta giống như invisible, không ai thấy mình. Nhưng mà Chúa tìm thấy mình. Chúa gọi mình bằng tên. Chúa biết mình từ đâu đến và Chúa biết mình đi đâu. Đúng, mình không biết mình đi đâu, nhưng mà mình biết. Mình không biết tương lai, nhưng mà mình biết đấng nắm tương lai mình. Chúa biết tương lai của mình. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề, cái thách thức cho bà là Chúa kêu bà phải trở về và phải chịu phục. Tại vì bà là con đồi, là nô lệ. Và Chúa có chương trình cho cuộc đời của bà. Có những lúc, có những mối quan hệ, có những hoàn cảnh mà chúng ta muốn bỏ chạy trốn. Nhưng mà thực ra Chúa có mục đích ở trong cái hoàn cảnh đó để xây dựng con người của mình theo cái ý mà Chúa muốn. Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy rằng chúng ta chỉ chấp nhận đó là chương trình của Chúa khi nó thuận lợi cho chúng ta, khi nó dễ chịu cho chúng ta. Bao nhiêu người nói rằng tôi dâng mình hầu vị Chúa cho tới khi bắt đầu hoàn cảnh hầu vị Chúa khó khăn quá thì chúng ta muốn bỏ. Nhưng mà Chúa kia phải trở về.
Bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy là hôn nhân của chúng ta, khi mà mọi việc vợ chồng đều về với nhau, vui thỏa với nhau thì chúng ta muốn ở, nhưng mà khi mà không được thì chúng ta muốn, cho nên không phải là ý của Chúa và chúng ta muốn chạy. Tôi không biết là bài giảng hôm nay Chúa yêu thương đặc biệt một người nào, nhưng mà Chúa đã đổi cái đề tài của tôi để cho tôi giảng cái bài này. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể là có một người nào đó nghe tôi đang muốn bỏ chạy mà Chúa kêu hãy trở về. Có một người nào đó đang đau khổ phải ra đi, nhưng mà Chúa nói là ta đã tìm thấy con, ta biết con từ đâu đến và con sẽ đi đâu. Hãy trở về và phải chịu phục. Cái chữ chịu phục này á, là chữ thuận phục quý ông bà anh chị em. Cái chỗ này rất là hay, là tại vì ở phần đầu nói rằng khi mà bà Gani mang thai đó thì bắt đầu có thái độ khinh khi. Cái thuận phục này á, là nó nói về cái thái độ hơn là cái hành động. Để tôi giải thích cái chỗ này, ở trong Kinh Thánh có chữ vân phục và chữ thuận phục. Chữ vân phục á, là nói về hành động, nhưng mà chữ thuận phục là nói về thái độ. Khi mà nói về vân phục á, là có điều kiện, nhưng mà thuận phục á, là vô điều kiện. Tôi nói một cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng, mà bây giờ ông chồng kêu bà vợ, có người tới bấm chuông và ông chồng kêu em ra nói là anh không có nhà. Như vậy là rõ ràng là ông chồng kêu bà vợ phải ra nói láo, đúng không? Cho nên là bây giờ cô vợ có hai sự lựa chọn. Một là cô vợ sẽ không làm, tại vì cái đó là nói láo là không đúng đường lối của Chúa, cho nên là tôi không làm, thì cái đó là bất vân phục. Tức là có điều kiện, anh đưa ra cái điều đó không đúng với lời Chúa thì tôi không làm. Nhưng mà cái thuận phục là vô điều kiện. Nghĩa là sao? Dù là mình không làm mà cũng nói là anh ơi, em nghĩ cái điều này là không đúng với lời Chúa rồi. Tự nhiên giờ anh kêu em ra ngoài nói láo với người ta như vậy, em không làm được đâu, em không làm. Nhưng mà cái thái độ vẫn tôn trọng chồng, chứ không phải nói ông là ai, ông nghĩ ông là con cái của Chúa mà ông nói như vậy, không ra gì rồi kêu mình xì bả. Thì cái đó là cái thái độ. Cho nên khi mà Chúa kêu mình thuận phục là Chúa nói về cái thái độ. Cho nên Chúa kêu bà Gai phải trở về cái địa vị, cái chỗ của mình, cái nan đề của mình, phải đối diện với cái nan đề của mình, không bỏ chạy nữa và hãy thuận phục. Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy rằng làm sao tôi có thể thuận phục được, cái gì người nói tôi không thể thuận phục chồng tôi, ông đâu có xứng đáng mà để thuận phục. Tôi không thể thuận phục bậc cầm quyền, cái bậc cầm quyền này đâu có xứng đáng để tôi thuận phục. Quý ông bà anh chị em, tất cả những cái bậc cầm quyền, tất cả những cái địa vị mà Chúa đặt lên ở trong xã hội, ở trong gia đình, ở trong nhà thờ, đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Mà Chúa kêu chúng ta thuận phục thì chúng ta thuận phục. Chúng ta thuận phục vì chúng ta kính sợ Chúa mà thuận phục. Còn Chúa là đấng sẽ binh vực chúng ta. Người làm công thuận phục chủ, vì trên chủ còn có một chủ lớn hơn là Đức Chúa Trời. Vợ thuận phục chồng bởi vì trên chồng còn có Chúa. Mình tin mà mình làm. Cho nên cái chỗ này bà thì muốn chạy, nhưng mà Chúa kêu phải về. Hãy về và chịu phục. Thiên sứ của Chúa lại nói, ta sẽ làm cho dòng dõi của ngươi gia tăng đông đảo đến nỗi không ai đếm được. Cô đang có thai và sẽ sanh con trai. Ngươi hãy đặt tên cho nó là Ismael, vì Chúa đã đối thương cảnh khốn khổ của chị. Thực ra cái bản này dịch không đúng. Cái đây là cái điều thứ hai mà tôi muốn nói. Chúa nói rằng Chúa đã nghe sự khốn khổ của ngươi. Cái đầu tiên là Chúa tìm gặp, cái thứ hai là Chúa nghe. Chúa nghe cái sự khốn khổ. Con trai của ngươi sẽ như một con lừa rừng, cánh tay nó sẽ chống mọi người và mọi người chống lại nó. Nó sẽ sống đối nghịch và tất cả với tất cả anh em nó. Tôi thiết nghĩ như vậy nè. Khi mà bây giờ cái cô Aga này, cái bà Aga này trở về, không có một cái lời hứa nào, không có một cái sự cam đoan nào là mình trở về là cái ông chủ mình, ông sẽ thay đổi, hay là bà chủ mình sẽ thay đổi, họ sẽ tiếp nhận mình, sẽ yêu thương mình, họ sẽ chăm sóc con mình. Không có một cái lời hứa. Không có cái lời hứa nào. Nhưng mà cái điều mà bà có đó là bà biết Chúa đã tìm gặp được tôi. Cái thứ hai, Chúa nói con của tôi Ismael. Ismael có nghĩa là Chúa nghe. Chúa nghe cái sự khốn khổ của tôi. Và cái điều nữa, bà nói
là Chúa thấy. Cái chỗ này Chúa cũng có nói một cái lời tiên tri về đứa con Ismael. Và tôi nghĩ ở đây thì nhiều lúc chúng ta nghĩ thôi, Chúa ơi, Chúa ơi, so sánh con tôi giống như lại con lừa, thấy không? Có nhiều lúc mình thấy như là nó có sự xúc phạm, nhưng thực ra cái cách mà thiên sứ của Chúa nói ở đây làm đem đến một cái sự hy vọng cho bà rất là lớn. Là tại vì bà biết rằng con bà sẽ sống, bà biết là con bà sẽ lớn lên, và bà biết rằng con bà sẽ không hề bị áp chế như bà bị áp chế. Tức là cái thế hệ tới nó sẽ tốt hơn cái thế hệ ngày hôm nay, tương lai nó sẽ tốt hơn cái hiện tại. Hãy trở về. Cho nên câu 13 bà nói này, Aga gọi Chúa. Hồi nãy tôi nói không phải là Chúa nói với bà mà bà gọi Chúa. Bà gọi Chúa đấng phán dạy mình là Đức Chúa Trời đấng thấy tôi. Và đó là cái đề tài mà tôi nói với quý bà chị em. Đức Chúa Trời đấng thấy tôi. Có thể người khác không thấy quý vị, nhưng mà Chúa thấy. Có thể là chúng ta đang ở trong bệnh dịch, chúng ta đang trong khổ khốn cùng, chúng ta hỏi Chúa ơi Ngài ở đâu. Nhưng mà tôi nói quý vị rằng Chúa thấy. Chúa thấy những người đang bị ung thư, Chúa thấy những đứa trẻ đang bị đau, Chúa thấy những hoàn cảnh khốn khổ, Chúa thấy những gia đình đang rạn nứt, Chúa thấy. Ở đây không có nói là Chúa thấy, mà bà nói rằng tôi thấy, đấng thấy tôi. Hai cái đó khác nha. Mình là dễ tin, ai cũng có niềm tin là Chúa thấy được mình. Amen. Ở đâu mà Chúa không thấy được mình? Nhưng mà mình có thấy được đấng thấy mình hay không là một cái chuyện khác. Có nhiều lúc Chúa đẩy bà ra khỏi cái nhà đó để vào trong sa mạc, để rồi có một cái kinh nghiệm với Chúa, để biết rằng Chúa tìm kiếm được tôi, Chúa nghe được tôi, Chúa thấy được tôi. Và đó là cái động lực, đó là cái sức mạnh, đó là cái đức tin để bà đủ sức để trở về, để đối diện với cái nan đề của mình mà mình muốn bỏ chạy. Tôi nhớ là có một cái câu chuyện, có thể là quý vị cũng đã từng nghe, có một căn nhà bị cháy. Có một nhà bị cháy, cha người lớn chạy thoát ra được mà đứa trẻ thì nó không thoát ra được, nó còn ở trên gác. Khói lửa lên mịt mù, nó ra ngoài cửa sổ. Thì ba nó kêu rằng, nhảy xuống con, nhảy xuống. Nó nói là con không thấy ba. Thì ba nó nói là nhưng mà ba thấy con. Ba thấy con nhảy đi, ba thấy con. Cuối cùng nó tin và nó nhảy đại ra. Thì ba nó chụp được nó và nó được sống. Quý ông bà anh chị em, có nhiều lúc chúng ta dường như không thấy Chúa. Chúng ta đặt câu hỏi là Chúa ở đâu? Con không thấy Ngài ở đâu hết. Chúa ở đâu mà để hoàn cảnh gia đình con như thế này? Chúa ở đâu mà để cho sức khỏe con như thế này? Chúa ở đâu mà để đại dịch nó hoành hành? Chúa tốt lành ở chỗ nào? Chúa ở đâu? Nhưng mà Chúa nói là ta thấy con. Con không thấy ta, nhưng mà ta thấy con. Quý ông bà anh chị em, có nhiều lúc mình nghĩ rằng cái hội thánh mình quá nhỏ, thậm chí nói tới cái tên người ta cũng không biết. Nhóm ngày thứ bảy cũng không có giống người ta. Nhóm không có bao nhiêu người. Ai thấy có nhiều lúc mình, người ta không biết là có cái hội thánh của mình nữa. Nhưng mà Chúa thấy. Chúa thấy chúng ta. Chúa thấy chúng ta. Chúa thấy công khó của anh em. Chúa thấy sự tận trung của anh em. Chúa thấy. Hãy thấy được rằng Chúa thấy chúng ta. Tất cả những điều gì Chúa cho chúng ta đi qua là có ý chỉ và chương trình của Chúa để chúng ta kinh nghiệm được Chúa tốt hơn. Chúa đã tìm gặp. Chúa vẫn tìm gặp bà. Có thể đối với người khác bà không có giá trị gì, bà là đứa nô lệ. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa quý bà. Chúa nói với chúng ta, Chúa không coi chúng ta là nô lệ, không coi chúng ta là đầy tớ, mà coi chúng ta là bạn. Có thể là cái thai mà quý vị đang mang ở trong người, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy là một sự hổ thẹn, có thể là chúng ta muốn nó chết đi, chúng ta không muốn nó còn tồn tại, nhưng mà Chúa có chương trình cho cuộc đời của nó. Người ta hay có nhiều lúc mình nói là tôi có con nó tại by accident. Có thể là một cái sự vô tình, một cái sự không cố ý mà chúng ta có đứa con, nhưng mà tất cả những đứa trẻ nào đã được sinh ra trên thế gian này là có chương trình của Đức Chúa Trời. Có thể là nó không nằm trong ý định và chương trình của ba mẹ nó, nhưng mà nó có chương trình và chương trình. Chúa tìm được bà là bởi vì Chúa quý bà. Bà bắt đầu cũng thấy là tôi có giá trị, tôi phải có giá trị cho nên Chúa mới tìm kiếm tôi.
Tôi có giá trị cho nên Chúa nghe tiếng tôi. Tôi có giá trị cho nên là Chúa đã thấy được tôi. Tôi nói với ông bà anh chị em, đừng có đo cái giá trị mình bởi những hoàn cảnh xảy ra xung quanh mình. Đừng có so sánh mình với hoàn cảnh của người khác. Có thể là những hoàn cảnh mà mình đang ở trong đó, mình muốn chạy trốn đó, chính là cái hoàn cảnh mà Chúa muốn mình đặt để chỗ đó, để mình kinh nghiệm được Chúa. Bây giờ bà đi ra, Chúa tìm được tôi, Chúa nghe tôi, Chúa thấy tôi, bà trở về. Như tôi nói là trở về không có một cái lời hứa, nhưng mà cái thái độ hoàn toàn khác. Vì sáng hôm nay tôi có giảng cái bài này cho ở Việt Nam, thì có một cái thầy đó ở là cái người đặc trách của giáo dục ở các trung tâm Nisi của hệ thống Nguồn Phước. Thầy có một cái lời làm chứng là thầy với lại một số thầy tớ của Chúa vừa mới gặp được quan trung ương lãnh đạo ở trong đất nước Việt Nam. Mà thầy vốn là một cái người xuất thân là người nghiện ngập xì ke ma túy, mà Chúa thay đổi cuộc đời và dân mình hầu vì Chúa. Và hôm nay có cơ hội vào gặp Bộ Công an, những người đứng đầu của Bộ Công an. Tôi hỏi thầy chứ, cái cách mà gặp công an lúc trước với cái cách gặp công an lúc này có khác nhau không? Ngày trước mà nghe nói công an mà mình là tai nghiện là chạy trốn, phải không? Nhưng mà bây giờ Chúa đã thay đổi để mình có thể vào với một cái tư thế khác, gặp những người đứng đầu của Bộ Công an của Việt Nam. Chuyện gì đã xảy ra giữa cái lần trước, cái sa mạc lần trước và cái sa mạc lần sau? Là bởi vì trong cái khoảng đó Chúa đã tìm thấy tôi. Trong cái khoảng đó Chúa đã nghe được tôi. Cái khoảng đó Chúa đã thấy tôi. Cho nên là tớ ao lời Chúa hôm nay khích lệ với ông bà anh chị em, để chúng ta biết rằng trong những cái hoàn cảnh, có thể là những cái nan đề xảy ra ở giữa vòng con cái Chúa, trong gia đình con cái Chúa, có những cái điều chúng ta sai phạm, nhưng mà Chúa có thể gom tất cả những lỗi lầm của chúng ta để hiệp lại làm ích cho kẻ bên bên Chúa. Và Chúa cũng đang muốn truy liền của chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là không phải cách chúng ta đối với người khác, nhưng mà cách chúng ta trải nghiệm với Chúa ở một cái kinh nghiệm khác, để chúng ta biết Chúa khác. Để tôi kết luận, tôi nói với bạn chị em trong Sáng Thế Ký đoạn 21, tức là sau đó một vài đoạn, thì cái việc lại xảy ra một lần nữa. Lần này á, thì Aga lại ẵm Ismael và bị đuổi đi một lần nữa. Nhưng mà rất là tuyệt vời khi mà Chúa chỉ cho tôi cái chỗ này, tôi học được, tôi rất là thích với bạn chị em. Ở trong đoạn 21 câu thứ 16, rồi đi cách đó một độ khoảng tên bắn, vì nàng, tức là Aga, nàng nói rằng ta không thể nào nhìn đứa trẻ chết. Nàng ngồi gần đó và cất tiếng khóc nức nở. Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của đứa bé, nên một thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trời gọi Aga. Hồi nãy quý vị nhớ, trong đoạn 16 thì Ismael có nghĩa là Chúa nghe sự đau khổ của tôi. Ở đây, tới lúc này là bà Aga bà đau khổ quá, bà không dám ở gần con mình nữa, đứng cách xa ra, tại vì nghe tiếng con mình khóc chịu không nổi, muốn cho con mình nó chết im. Nhưng mà ở đây nói rằng là bà thì cất tiếng khóc nức nở, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nghe tiếng khóc của đứa bé. Là tại vì tên của nó là Ismael, Ismael là Chúa nghe, cho nên là Chúa nghe tiếng khóc của đứa bé. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Câu 19, Đức Chúa Trời mở mắt nàng để thấy một giếng nước. Quý bà chị em nhớ trong đoạn 16, bà đặt tên cái giếng nước đó, những người xung quanh đó họ đặt tên giếng nước đó là giếng nước, là bởi vì Chúa thấy tôi. Và bây giờ lại một cái kinh nghiệm, Chúa lại mở mắt bà ra để thấy giếng nước. Có phải chăng rằng Chúa nhắc lại cái kinh nghiệm mà bà đã có ở trong quá khứ? Cho nên những cái gì mà chúng ta trải nghiệm ở trong cái sa mạc trước kia, nó có thể là sự chuẩn bị chúng ta cho những sa mạc kế tiếp. Giống như David đối diện với Goliath, David nói sao? David nói là trước trước tôi đi chăn thú, con thú dữ, cái ra mà bắt chim, là tôi nhân danh Chúa tôi đánh nó, tôi giết nó. Thì bây giờ cũng một cái kinh nghiệm đó, tôi đối diện với Goliath, Chúa sẽ phó cái tay mà không có giao ước, cái tay không cắt bì này. Tất cả những cái chiến trận, tất cả những cái khó khăn, nó là một cái sự mà Chúa huấn luyện chúng ta cho tương lai.
ở đây một lần nữa bà sống được. Lần này bà vào sa mạc, nhưng mà với một cái kinh nghiệm mới. Chúa nhắc lại, Chúa nghe tiếng khóc của Ismael, và Chúa mở mắt bà ra để thấy giếng, là cái kinh nghiệm mà bà nói rằng Chúa đã thấy tôi. Quý ông bà, anh chị em, cuối cùng thì họ không chết, mà Ismael đã lớn lên thành một người hùng ở trong sa mạc đó. Cho nên là những cái hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy rằng có thể giết chết chúng ta, nhưng mà Chúa có thể dùng điều đó để làm cho chúng ta vững vàng hơn. Cho nên là cái lời Chúa hôm nay ước ao chúng ta, có thể là Chúa hỏi là ngươi từ đâu đến, ở trong năm vừa rồi ngươi từ đâu đến, trong năm mới này ngươi đi đâu. Quý ông bà anh chị em, chúng ta không biết cái năm mới này chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhớ Chúa đã tìm được chúng ta, Chúa thấy chúng ta và Chúa nghe chúng ta. Amen. Quý ông bà anh chị em, cầu nguyện Chúa ban phước cho tất cả chúng ta.